Nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát Giao thông phía Nam, Bộ Công an phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị tổ chức chương trình Trung thu yêu thương năm 2023, trao tặng hàng ngàn phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và đang điều trị tại bệnh viện. Cháu nó bị viêm phổi hen á, cháu nó bị bệnh á, mà ngày Trung thu nó không có ở nhà đó. Mà nó được tổ chức như vậy để nó chung vui với lại mà các bạn, rồi có quà này kia nó vui, nó cũng bớt đau một phần nào, động viên tinh thần các cháu và gia đình. Mình cũng cầu chúc cho tất cả các bé sẽ thật là mau chóng khỏe mạnh, và nhất là được các bác sĩ ở đây quan tâm chăm sóc tận tâm thì các cháu được mau chóng về nhà. Không chỉ được nhận quà, các em thiếu nhi còn có dịp xem múa lân, thực hiện nghi thức rước đèn, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xiếc, ảo thuật và tham gia các trò chơi dân gian. Cái việc mà tổ chức tương tư thương thì nó xảy ra hàng năm, tuy nhiên năm nay là cái năm đầu tiên mà bệnh viện xây xong á, có một khoảng sân rất là rộng thì đủ cái không gian để mà tổ chức những cái phiên chợ không đồng. Và cái phiên chợ không đồng thì tất cả bệnh nhi và trong đang nằm viện đều có được hết. Có thể nói là cái Trung thu đối với trẻ con nó rất là quan trọng, mà những em bé nằm viện thì mình phải làm sao cho nó được hưởng không khí Trung thu đó. Chương trình không chỉ góp phần chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu được vui chơi lành mạnh, bổ ích, mà qua đó còn khơi dậy sức trẻ, tinh thần tương thân tương ái, truyền thống lá lành đùm lá rách của đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Cục Cảnh sát Giao thông phía Nam, cũng như nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Qua những cái phần quà này, chúng tôi muốn gửi gắm tình cảm của chúng tôi đến các bé, để các bé mau chóng mạnh khỏe trở về với gia đình và tiếp tục việc học. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động, chương trình thiết thực hơn nữa, chăm lo cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kính thưa quý vị, hy vọng thông qua những món quà thiết thực từ gian hàng không đồng cũng như là những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình Trung thu yêu thương năm 2023 tại Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn để giúp các bệnh nhi vượt qua nỗi đau bệnh tật, sớm phục hồi sức khỏe để đón một mùa Tết Trung thu thật vui tươi, ấm áp và ý nghĩa.